Đâu nhỉ? Con chào bố. Bố. Bố ơi. Có chuyện gì thế hả bố? Có chuyện gì mà bố gọi vợ chồng con về gấp thế ạ? Hay là sức khỏe của bố làm sao? Không biết kinh nhẫn của bố ấy. Đâu mất ấy, mà bố tìm từ sáng rồi không thấy đâu cả. Bố gọi bọn con về đây chỉ vì mất mỗi chiếc nhẫn thôi ạ? Cái nhẫn là kỷ vật cuối cùng của mẹ con đấy. Tìm tìm cho bố đi. Ôi, con đang có cuộc họp quan trọng, nhà con lại ở xa. Bố làm con nhỡ hết cả việc rồi. Bây giờ bố cứ ngồi ở đây nghỉ đi, bọn con sẽ tìm nhẫn cho bố nhá. Tìm cho bố nhá. Dạ vâng, anh tìm cho bố đi. Cho em mượn điện thoại của anh. Đây có phải là cái nhẫn bố bị mất không? Đúng rồi. Em nghĩ rồi, chắc là không tìm thấy cái nhẫn đâu. Bố bây giờ cứ nhớ quên. Chả may bố mang cái nhẫn đi ra ngoài đường, bố đánh rơi ở ngoài đường thì tìm làm sao được. Nếu mà bố không tìm được cái nhẫn ấy, rồi bố lại lo nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố thì cũng chết. Em có đứa bạn làm kim hoàn. Bây giờ em sẽ phóng qua nhà nó, nhờ nó đánh cho một cái nhẫn y hệt như thế này, sau đấy sẽ mang về đưa cho bố. Làm thế có được không? Thì phải được chứ, chứ bây bố đánh rơi ở đâu ai mà biết được. Em sẽ nói là em đi đón con nhá. Bố ơi, đây có phải là cái nhẫn bố đang tìm không ạ? Nhẫn của bố, con tìm thấy à? Dạ. Bố ơi, thực ra là vợ con tìm thấy từ nãy, nhưng mà bận đi đón cháu, cho nên là bây giờ mới đưa cho bố đó. Cảm ơn hai đứa nhá. Nhẫn của tôi. Bà ơi, tôi già thật rồi, đến nhẫn thật, nhẫn giả, tôi không nhận ra nữa. Bố ơi, con xin lỗi bố, cũng chỉ tại chúng con bận quá, mà chiếc nhẫn thì lại bé tí. Con sợ là bố không tìm thấy, bố lo lại hại đến sức khỏe. Thế nên con mới... Không sao. Bố có chuyện muốn nói với các con. Bố, sao lại bán nhà? Nhà mình đang rộng rãi thoải mái cơ mà bố. Nhà thì rộng rãi thật, nhưng bố thấy nó trống trải, bố hưu quạnh quá. Lại một mình bố ở như thế này, nên bố mới quyết định bán đi để vào trại dưỡng lão. Bố thì già rồi, các con ấy thì đã bận rộn công việc, không tiện về thăm bố. Nên bố mới quyết định như thế. Thôi, chiều lòng bố nhá. Con xin lỗi bố. Tình cảm ấy thì không nên dùng tiền bạc ra để mà mua. Chiếc nhẫn này vô giá lắm, là kỷ vật cuối cùng của mẹ các con để lại. Nhìn thấy nó, nhưng bố gặp được bà ấy không thể thay thế được. Bố cho chúng con. Không, bố không giận gì các con cả. Bố vào trại dưỡng lão ấy để tiện cho các con, với lại cho bố được thanh thản hơn. Xe đang đợi bố ở ngoài cổng rồi, bố đi nhá. Bố. Bố.